Tôi nghĩ rằng đây là một thông điệp. Thầy cho mình một cái tên và một cái game mình được chọn. Tức là thầy cho mình hơn người khác. Người khác là ngài cho cả một cặp, cho nào xài vậy. Còn mình hơn người ở chỗ là thầy cho mình một chữ và đằng sau con muốn gắn nó lại cái gì thì gắn. Hay không? Hay. Và tôi không thấy trả lời nữa, tới đây cái vị tiên nó đi đâu mất rồi. Gọi mãi không trả lời, hỏi miệng cứ thế im lặng thôi. Tôi mỗi câu thôi và bắt đầu từ từ nó có cái điện thì nhà thiền nó xả tiền dần. Tôi bảo không được, tôi phải có đủ một cặp chứ. Thế tôi ngồi tiếp, tôi ngồi tính ngẫm. Bắt đầu bây giờ, hàng tí tìm các cái tên đẹp ở trên thế giới này tôi bắt đầu chọn. Thì kẹp chứ không, thì kẹp như tôi bảo cái này không hay. Cái này không hay. Cái này không hay. Và bao nhiêu các bạn muốn biết cái tên của tôi ạ? Có ba người bên cạnh chưa nói đâu. Tôi hôm nào tôi sẽ gặp sư phụ của tôi và tôi hỏi thưa cha có phải cha cho con cái tên không? Tôi sẽ hỏi thầy tôi. Nếu mà không phải sư phụ tôi thì là một vị sư khác. Các bạn tin đi, đến một ngày nào đó các bạn thiền các bạn sẽ nghe thấy hết. Nghe thấy hết. Thích lắm. Và lúc đó chúng ta không bao giờ bị cô đơn. Có con người chúng ta sống ở trong thế giới này chúng ta vẫn bị cô đơn, đúng không ạ? Chúng ta bị cô đơn ngay chính trong gia đình nhà mình. Mẹ tôi sống ở trong cái gia đình hàng chục người sống chung nhưng mẹ tôi vẫn cô đơn. Bởi vì tôi vào tôi ngủ với vợ tôi. Các con tôi nó cũng đâu có thích nằm với bà nội đâu. Thế là mẹ tôi cô đơn ngay chính trong cái ngôi nhà nhà mình. Tại vì tâm đạo của mẹ con tôi, mẹ tôi vẫn còn yếu đuối. Dòng đời ra đa đoan thì tâm đạo yếu đuối. Mẹ tôi tám mấy tuổi rồi, bảo mẹ tôi thiền mẹ tôi toàn ngủ mà. Mà trời ơi, ngu thiền gì mà khò hoài vậy. Tao ngủ ngay. Mà sao bà không thiền đi? Thiền hoài lưng tâm thiền. Thế bây giờ làm sao mà ép bà ấy được? Thế mà bây giờ bà cứ suốt ngày bà than buồn thì bà thiền thì bà kiếm người chẳng mà chơi. Bà chẳng đầu bà nhiều bạn lắm. Thế tao thấy gì đâu, tôi ngủ. Yes. Yes. Rồi bạn lại, ôi trời ơi, không hiểu tại sao đẻ ra con mà đêm cứ ngồi mình này. Trời ơi bà ơi, tôi ngồi vậy chứ tôi có buồn đâu. Lúc đầu bà không hiểu. Bà ra ngoài bà nhìn thấy con bà đi tu bà sợ lắm. Tao phải điện cho mấy thằng anh mày nó vô thôi. Vô chí. Đầu thì cạo trong lắp à. Ngồi cả nửa đêm à. Mấy tiếng đồng hồ, không biết rằng từ từ nó ra cái gì nữa. Thế mẹ tôi cứ mắng như thế. Thế tôi thì thương bà ấy thương tôi, giờ chả biết ai thương ai. Cho nên á, cái người á, không có tin tu á, giữa đông người vẫn buồn. Còn cái người đã học thiền rồi á, là đơn độc mà chẳng cô đơn. Cho nên là các bạn thấy cái người tu đúng á, họ vui. Những cái người nào mà họ trầm uất các nỗi đau trong người á, họ tìm đến những cái người lặng lẽ bắt đầu họ xin cái lời khuyên. Ok chưa? Cho tất cả các anh chị chúng ta chẳng có tay. À, bài hôm nay có hay không? Hay. Có ý nghĩa không? Yeah. Anh chị nào hỏi nữa không? Vâng, xin mời chị. Câu hỏi hay không các bạn? Yeah. Vỗ tay cho bạn ấy đi. Ngồi được 1 phút là lợi lạc được 1 phút. Ngồi được 2 phút là lợi lạc được 2 phút. Không có quy định gì cả. Không có một ghi lễ nào cả. Không có một tụng niệm nào cả. Bạn ngồi cho bản thân bạn. Bạn làm tất cả những cái ở bên ngoài, bạn phải lo cho gia đình, phải lo cho người thân, nhưng tất cả những cái đó đều là lo cho bên ngoài. Chỉ khi nào bạn ngồi bạn nhắm mắt lại, lúc đó mới là thực sự bạn lo cho chính riêng bạn. Và cách tốt nhất để lo cho người khác là lo thật tốt cho bản thân mình. Cho nên học thiền lúc đầu có thể là 1 phút, rồi từ từ tập thành 2 phút. Hãy kiên nhẫn. Khi bạn bắt đầu thiền được 1 năm, bạn sẽ thiền suốt đời. Tất cả những người thiền được 1 năm sẽ thiền suốt đời. Có trả lời đầy đủ chưa bạn? Dạ, em hỏi thêm đi thôi. Vâng, mời chị. Cách đây 5 năm em có ngồi thiền mà ở cái quê em thiền thì người ta gọi thiền năng lượng chữa bệnh á, là phải khai mở luân xa để ngồi thiền của bên khai mở luân xa. Đấy là ngày nào mình phải ngồi được 1 tiếng. Dạ, mình không ngồi là mình mất. Cho nên là em hỏi là ví dụ như là mình không khai mở luân xa thì năng lượng mình có chạy vào được không hay như thế nào? Hồi trước em học là phải khai mở luân xa năng lượng mới vào được. Câu hỏi này có hay không? Vỗ tay tiếp đi.
Tôi trả lời theo năng lực hiểu biết của tôi và theo kinh nghiệm tôi đã trải nghiệm. Tôi chưa giác ngộ, cho nên sẽ có rất nhiều câu hỏi của các bạn tôi không trả lời được đâu. Ok không ạ? Yeah. Nhưng tôi sẽ trả lời theo hiểu biết của mình. Câu hỏi này tôi cũng đã hỏi sư phụ tôi. Sư phụ tôi dùng ngôn từ đơn giản để giải thích. Chúng ta bây giờ trong thời đại công nghiệp, chúng ta dùng rất nhiều các cái hóa chất để ép một cái cây hoa trái ra trái khác mùa, đúng không ạ? Yes. Cái tác dụng của nó là ép một cái hoa ra cái bông to hơn bình thường, nhanh hơn bình thường. Vâng. Thế thì một cách, tất cả những cái tác động ở bên ngoài đều là không phải tự nhiên, nó đều có tác dụng phụ. Khi mình mở luân xa như vậy, tức là khi mà tâm trí chúng ta hư vô đó, cái người đó trong cái giai đoạn gọi là trong cái giai đoạn đầu chúng ta rỗng như vậy, khi chúng ta xuất thần ra bên ngoài rồi, chúng ta có thể quan sát thấy những cái nơi, ví dụ như bao nhiêu các bạn đã từng thấy các quán nhậu ạ? Đúng rồi, những cái người nhậu rồi là cái thần họ xuất ra ngoài họ không biết. Cho nên đôi khi bình thường họ rất hiền, nhưng khi uống rượu vào họ trở thành con người khác. Chúng ta thấy điều đó không? Và các cái tà ma nó rất dễ chiếm cái tâm trí của người đó, lúc đó nó điều khiển con người đó. Cho nên họ bảo không hiểu tại sao lúc đó em làm như thế. Tà hỏa nhập ma rất là đáng sợ. Thế thì khi mình mở ra như vậy, lúc đấy là mình xuất ra bên ngoài rồi và mình chưa, bởi vì mình chưa có đủ bản lĩnh, thì các cái ma quỷ này cái bên ngoài nó nhập vào, một số người bị điên và một phải dùng những cái, và khi đã nhập được một lần là nó nhập hoài luôn à. Còn cái luân xa đấy, cái cách khôn ngoan nhất thầy tôi nói đến ngày mở nó sẽ mở, tự mình mở cho mình, không cần phải nhờ một tha lực nào, không cần phải nhờ một cái người nào nữa thì đúng. Cho nên thiền tôi làm sao mà ngồi được một tiếng, tất cả những anh chị mà mới ngồi thiền thì thiền như vậy cực lắm không ngồi nổi đâu, và là làm cho chúng ta sợ. Ok chưa? Vậy thì cái câu trả lời của tôi đã rõ ràng chưa? Không có, ở đây tôi không bài xích họ, họ muốn làm gì họ cứ làm, nghiệp của họ thôi. Nhưng mà cá nhân kinh nghiệm của Tần là bạn cứ ngồi thôi, ngồi được bao nhiêu thì ngồi, và không ngồi được thì thôi, lần sau chúng ta đi thiền một đời, không phải một ngày, không ai cầu một ngày một đắc cả. Còn luân xa đó, bạn sẽ tự mở cho mình. Rồi, cảm ơn bạn. Ngủ là một cách thiền tự động, và thiền là một cách ngủ, một cách chủ động. Thiền là chúng ta du cho cái não của mình ngủ đi mà mình vẫn thức. Khác biệt của thiền và ngủ là ngủ các giấc mơ hiện ra một cách tự động. Còn khi thiền, các điều đó nó cũng xảy ra, nhưng mình thấy, bắt đầu cái này mình thấy rồi, mình nhìn thấy được cái điều đó. Sau đó lâu lâu mình lại quay về, thậm chí đến một lúc, một cái mức độ trạng thái thiền sâu, không biết mình ở đâu nữa. Còn mơ thì đâu có biết mình mơ đâu, khi thức dậy mới biết mình mơ, đúng không bạn chúng? Nhưng mà thiền khác ở một chỗ là đi lang thang, cũng đi chơi lung tung hết trơn. Nói chung là như một đứa con nít vậy, đi búa xô hết. Tôi cũng đã từng đi những cái nơi, những cái cảnh tiên bồng, tôi đến nhiều nơi lắm, tôi thích lắm. Mà cái phát, cái tâm tham một phát là quay về rớt xuống đất luôn. Tôi kể cho bạn nghe được không ạ? Yes. Có một lần định sâu, tôi đi vào trong cái nơi, trời ơi sao mà nhiều vàng thế này, cái ghế cũng bằng vàng, cái ly uống nước cũng bằng vàng, cái cánh cửa cũng bằng vàng, sờ cái gốc cây cũng bằng vàng ròng, trời ơi cái lá cây rớt xuống cũng bằng vàng. Thế là tôi định mang về một cục, thế tôi rớt luôn. Đã thiền là mình chủ động mình đến những cái chỗ đấy, và mình biết được mình đến chỗ đấy, và mình khi mà mình đưa cái phàm tâm của mình vào thì nó thức. Cho nên cái người thiền ấy biết mình đang, và một số lần sau này khôn hơn, mình biết rằng đây là trạng thái thiền, nó là một cảnh giới trong thiền. Con ngủ thì không thấy cái điều đó, con ngủ là khò khò đấy. Cho nên tại sao người ta bắt phải ngồi kiết già như tôi đây này? Ví dụ ngồi như này, lưng thẳng là không ngủ được. Còn bạn mà cứ lên, bạn nằm xuống bắt đầu bạn nhắm mắt lại, là miệng há hốc ra thì một chút xíu thôi là cảnh giới đó thì không có ta giác ngộ được. Yes. Ok chưa? Thật ra rất nhiều câu hỏi tôi trả lời các bạn không thấu đáo đâu, bởi vì tôi chưa phải là một minh sư. Nhưng dù sao thì nữa cũng không đến nỗi, đúng không ạ? Ok. Vâng, xin mời em. Thầy cho em hỏi á, là giống như cuộc sống của thầy á, chắc cũng nhiều bận rộn rồi nhiều suy nghĩ, thì
thầy có cách nào chia sẻ là trước khi thầy dịch được cái gọi là cái bản ngã của mình á, thì em muốn hỏi là làm sao để mình dịch cái bản ngã của mình nó tốt nhất, tốt nhất và có cách nào thực tế và hàng ngày mình tập luyện đó. Tại vì cuộc sống giờ nó bề bộn quá, đôi khi nó làm cho mình cuốn theo, đôi khi mình kềm nó lại thì nó lại đôi khi nó dối dậy. Đầu tiên phải nói là dòng đời còn đa đoan thì tâm đạo sẽ yếu đuối, đúng không ạ? Cho nên nếu mà vướng vào đời rất khó tu, ngồi trong đó bạn nhắm mắt lại thôi, chứ những cái câu chuyện trong tư tưởng sao xóa được, nó vẫn hiện lên, đúng không? Đây là cái câu chuyện tôi có thật, nhưng theo kinh nghiệm hành thiền của tôi, tôi nhắc lại, tôi sửa lại một chút xíu câu hỏi của bạn này. Bạn bảo tôi xóa được bản ngã thì tôi trả lời bạn là tôi chưa xóa được bản ngã, vẫn còn, tôi còn ham hú nhiều thứ lắm. Yes, tôi rất chân thành, bởi vì nếu mà mình nói mình đạt tới cái chỗ nào chỗ kia là mình nói láo đấy, mà mình nói láo hay không á, mình biết, người đời có thể không thấy, nhưng mà lương tâm mình biết. Cho nên tôi còn nhiều cái thích lắm, nhưng mà tôi khống chế được một phần, bạn hiểu không? Thì theo kinh nghiệm của tôi á, nó có ở trong Đức Phật thì nó có cái bài gọi là ba la mật rất hay trong để khống chế cái điều đó. Hãy đừng tiếp tục những cái ác niệm, hãy dừng lại những cái ác nghiệp nếu nó đang khởi lên, và đừng khởi lên khi nó chưa khởi lên, là đầu tiên là cái niệm cái điều đó. Điều thứ hai là hãy nuôi dưỡng những nghiệp lành khi nó đã phát triển, và hãy phát triển những nghiệp lành khi nó chưa phát triển. Cái đó gọi là bốn tinh tấn ba la mật. Và khi không cần thì khi không hiểu bất kỳ một câu nào của kinh Phật, hiểu được bốn cái ba la mật đó là ok, hiểu được nhiêu đó thôi. Là khi có cái niệm ác ở trong đầu mình lên thì mình hiểu rằng đừng tiếp tục nữa, và đừng cho hạt giống nó nảy mầm. Khi nó nảy mầm mình triệt ở trong tư tưởng của mình, không, cái điều này không tốt, không nghĩ tới, và nuôi dưỡng những cái điều thiện, điều lành thì áp dụng được bốn tinh tấn ba la mật vào trong cuộc sống thì tâm mình nó sẽ bình an hơn. Tất nhiên là con đường giải thoát không thể đi một ngày để đến đích đâu, và hãy cứ tận hưởng cuộc sống đi. Yes, rượu ngon nếu mà kiểm soát được nên uống. Yes, của cải vật chất trên nhân gian này, nhà lầu xe hơi cứ hưởng đi. Yes, người tình đẹp cứ hưởng đi. Đấy, tất cả của báu này là ông trời cho chúng ta hưởng thụ đấy. Đừng có làm tổn thương người ta, đừng có lừa người ta. Nếu mà bạn không đạt được cái điều đó, chết đi trở thành con ma chết thèm thôi. Yes. Ok chưa các bạn? Cho nên là chúng ta minh triết, chúng ta hiểu, chúng ta cứ hưởng thụ cuộc sống thôi, không có cái gì phải lo lắng cả. Cuộc sống vật chất, cuộc sống tình cảm, cuộc sống tinh thần, và đừng quên rằng cuối cùng cái mang theo được là đời sống tâm linh. Và đời sống tâm linh nhé, tâm linh là đỉnh cao, cho nên chúng ta phải sống ở cái đời sống cao nhất đó. Ok không? Vâng, xin người khác, câu hỏi của người khác ạ. Mời em, vâng, mời bạn. Cái gì ạ? Con ngựa loại cũ á. Con ngựa làm cái quái. Cái quái. Nó có từ hồi nhỏ rồi. Nhưng mà hiện nay nó về nhà lại có cái thịt da ngủ trên cái bụng đó. Có rất nhiều lần như cái da này bị mơ. Bị mơ nó nằm sâu. Và mỗi cái gì nó cứ như thật nha. Vì khi cái giấc mơ nó thật là dài mà em thật cái gì vẫn sáng rồi. Nhưng mà sự mới có thầy ngủ không biết mấy em ngủ. Nó sẽ ra như vậy. Để không biết đó là cái xấu hay cái tốt. Và em không sợ những vấn đề như vậy.
Bây giờ tôi hỏi bạn này, cái giấc mơ đấy nó tốt hay không tốt? Cái giấc mơ đấy đẹp hay không đẹp? Bạn thích cái giấc mơ đấy hay bạn không thích cái giấc mơ đó? Đầu tiên tôi hỏi bạn. Thế thì cái câu hỏi của bạn có hay không? Chắc chắn là chúng ta cũng có nhiều người. Bạn hỏi câu thứ nhất là vị trí ngồi thiền, và cái thứ hai là cái giấc mơ của bạn, đúng không ạ? Thế tôi trả lời tách ra hai câu hỏi khác nhau. Tôi sẽ tách ra hai câu hỏi. Thứ nhất là vị trí. Thì theo kinh nghiệm của tôi và các minh sư khác, chúng ta nên chọn một vị trí một khuất khuất, tối, ít người thấy để ngồi thiền. Và nên thiền ở một chỗ chúng ta sẽ có cảm giác bình an, dễ thiền hơn. Nếu cứ nay ngồi chỗ này, mai ngồi chỗ khác, chúng ta sẽ không thiền được đâu. Bởi vì trung tâm chúng ta nó cứ lo lắng lăng xăng, có ai đang nhìn mình không, có ai đang mở cánh cửa không. Tất cả những cái đó nó sẽ tốt hơn nếu như chúng ta ngồi ở một chỗ để thiền. Nên chọn cho mình một chỗ khuất, tối, không ai nhìn thấy, chỗ nào cũng được. Được chưa? Đó là vị trí. Còn cái vấn đề cái bọ ngựa gì đó của bạn, tôi không biết cái tên là cái gì. Cái sập nằm của bạn ấy, thứ nhất là nó có từ trước khi bạn sinh ra. Có trước từ khi bạn sinh ra. Và tôi cũng không biết là gia đình nhà bạn xin hay mua ở nơi khác về. Thì thứ nhất là tôi cũng biết là cái giấc mơ của bạn là về cơ bản là nó lành. Đầu tiên là lành. Thì nó có mấy vấn đề như sau xảy ra. Vấn đề nhiều nhất mà ngoài trời từng gặp, đó là hay mua đồ cũ và cái đồ đó của người chết. Cái người chết đó là những cái người họ có bản ngã, họ thích cái món đồ đó cho nên họ mới sưu tập về, đúng không ạ? Và khi họ chết rồi họ vẫn thích cái đó, họ vẫn thích cái đó và họ vẫn đến họ quấy phá bạn. Và họ, tôi sẽ kể một câu chuyện trong cái cuốn sách mà tôi đọc được, đó là Đường qua núi tuyết. Thế trong đại chiến thế giới thứ hai có một cái người Do Thái này. Ông ở Hungary, người Do Thái tôi giàu lắm, ông giàu lắm, ông ở trong một cái dinh thự to lắm. Là Đức Quốc xã nó đến nó giết ông, nó cướp nhà của ông. Ông không siêu thoát được. Có rất nhiều minh sư đi thấy ông thấy tội nghiệp quá. Và ông ơi, ông cứ đứng ông chửi, bảo ác ôn, cướp nhà của tôi, cướp tài sản của tôi, bảo cứ đứng ông đuổi đám lính Đức đi. Thế một số nhà minh sư họ đến họ thấy, họ bảo ông ơi ông chết rồi, ông đi siêu thoát đi, những cái này không giúp được ông gì đâu. Đi siêu thoát đi, không giúp được. Nhưng mà cái bản ngã của họ, bởi vì cái gỗ quý, ông nói ông có độc phân mua, tôi mua từ Thụy Sĩ mang về, cái này tôi đóng rất nhiều tiền, và cái dược này chỉ có tôi được nằm với vợ của tôi thôi. Vợ của tôi rất là trẻ, và cái con khốn nạn đó khi ngay khi tôi chết đi thì nó lệnh một thằng lính Đức. Tôi không tiếc điều gì cả, nhưng nó nằm ngay trên cái sập cụ của tôi để làm cái việc đó là tôi không chấp nhận được. Yes. Thì cái đồ đạc mình mua về, chúng ta nhớ thực sự là không nên mua đồ cũ. Đặc biệt là cái đồ quý thì cái người chết họ cũng quý. Và món đồ của họ là con người họ đã mua về rồi, cái cổ vật để là con người đó bàn ngã to lắm. Chúng ta sẽ gặp họa rất nhiều hơn là gặp phước, đúng không ạ? Cho nên câu trả lời là đồ cổ nó không nên xài. Tôi xin nói với bạn, bạn của tôi là người rất thân thân, giám đốc của Bảo Điền Mỹ Thuật, vừa rồi bị một cái chỉ trích đó là mang cái nước rửa chén rửa cái bức tranh ở bức tranh bốn mùa ở trong viện bảo tàng hôm qua kia đâu ạ. Cái chị giám đốc là người bạn rất thân với tôi. Đằng sau những cái bức tranh đó, hàng đêm cả tá những cái người hiện lên để nói chuyện ở trong đó, nó kinh hoàng luôn. Cho nên là đằng sau những cái báu vật là người tầm thường đừng nên đụng vào những cái đó, nó không tốt cho mình đâu. Yes. Ở trong những cái bảo tàng đó, hàng đêm những cái người mà ở những cái vừa như những người ở cái cõi mà người ta có cái trí tuệ mạnh, nhưng là họa sĩ nghệ sĩ là người ta gặp cõi âm thường xuyên. Tại sao mà Picasso vẽ được những cái bức tranh mà vì ông thấy cái cõi đó. Cho nên những cái họa sĩ đó, những cái bức tranh nó phi phàm, nó không phải bình thường, người bình thường không hiểu được và cũng không nên sở hữu.
những con người sở hữu những cái đó khác thường lắm, mà chúng ta dưng mấy cái đồ đó về nhà chưa chắc chúng ta đã hưởng được ngày nào, nó đọc mình chết luôn. Mẹ kiếp nghệ thuật mày không biết xài, mày để loay quay tao đọc mày chết luôn nhá. Ok không? Tôi giải mở rộng câu hỏi và giải thích. Thực ra câu hỏi của các bạn không phải là của các bạn đâu, mà giúp cho chúng ta có cái trí khôn hơn trong ứng xử trong cuộc sống. Ok không ạ? Yeah, yeah. Nên cái đồ đạc ấy, cái cả đồ cổ này kia đấy, thôi chúng ta không hiểu sâu sắc quá thì tốt nhất là người đừng có mang về để cho nó lành, được không ạ? Yeah, yeah. Cảm ơn bạn. Họ cũng có năng lực đó chị. Họ có năng lực đó. Ví dụ như đặc biệt ở ngoài Bắc ấy, khi mà chết ấy, là các thầy cúng, họ cúng ấy. Nếu mà các bạn nghe cái bài cúng ấy, rất đáng sợ. Các thầy cứ đến cúng cho người ta nhưng thực ra là toàn đi bắt hồn không à, họ bắt vẫn nhốt, họ làm công việc của họ. Và những cái người mà buôn bán đồ cổ đó họ cũng có những cái năng lực, họ có thể hóa giải được cái đó. Nhưng cái người mua lại chưa chắc đã làm được. Cho nên tất cả những cái đó nó cũng có cái bí ẩn siêu hình. Và chúng ta tốt nhất là chúng ta không đụng vào những cái điều đó. À, có rất nhiều điều, có rất cái người mà sử dụng cái món đồ đó mà năng lượng cao hơn bạn là bạn an toàn ngay, ví dụ thế, đúng không ạ? À, vậy thôi, còn cái gì đâu ạ? Mời em. Em ngồi thiền á, cái thời gian ban đầu là nó rất là bình không biết nghiệp chứ thật thiết thuyền gì. Vâng, theo kinh nghiệm của bản thân mình thì nó sẽ có rất nhiều thay đổi đấy. Đau đớn. Nhưng mà bạn cứ quan sát, không phản ứng tâm lý với nó. Những cái chúng ta thấy được ở trong thiền ấy, giống như chúng ta ngồi trên cái đoàn tàu ấy, nó chạy. Có người thì thấy ơ thêm những con bò. Có người thì thấy ơ thêm cái cột cờ. Có người lại thấy ô thế sóng biển. Tất cả rồi sẽ qua đi. Tất cả đừng có níu kéo vào cái điều gì hết. Cứ chú tâm đến nó. Thiền rất lành, không tụng niệm gì hết. Tất cả những cái điều anh thấy nó từ từ sẽ qua đi. Nó từ từ sẽ qua đi. Theo kinh nghiệm của tôi. Tôi thì không bị đau đầu như anh. Nhưng mà những cái người khác cũng đã có nhiều người bị như anh. Và theo kinh nghiệm của các minh sư là hãy cứ quan sát nó. Nếu như cái đó nó giống như là nếu mà vào nghiệp lực thì hết cái chỗ đó nó sẽ hết. Và không có phản ứng phụ gì hết đâu. Vâng, cảm ơn. Có một số tông phái họ tụng kinh. Tụng kinh cũng định được tâm. Tức là tụng kinh là có một câu nói đi nói lại hoài. Nói đi nói lại thì đúng không ạ? Mình có một cái bài kinh nào đó mình cũng thì mình cứ đọc đi đọc lại cái bài đó thì cái tác dụng của nó là đó là mình cũng định được tâm. Cái tâm của mình nó không có lăng xăng, nó cứ mình quên đi thì mình lại tụng thì lại tập trung vào cái lời kinh đó, thì nó tác dụng của nó định được nhưng ở tầng rất nông. Tụng kinh không giác ngộ, chỉ định tâm thôi, chỉ làm cho mình an thôi. Chứ còn tịnh tâm thì không giác ngộ. Giác ngộ là minh triết mở trí thì chỉ có thiền trong tĩnh lặng mới đạt. Đấy là bạn chọn cái giá trị như nào để bạn chọn cái chuyến xe nào. Chứ tôi không nói là tụng kinh không tốt. Một số người họ có rất nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống mà họ rối ren, họ đau đầu quá, họ tụng kinh như vậy để quên cái tóc cốc 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 nam mô a di đà phật và cái nó cứ nói như thế mà họ không rõ, họ không nghĩ đến cái kia nữa, làm cho cái tâm họ định như vậy. Nhưng mà định tâm và tụng kinh thì không giác ngộ được. Nó chỉ là định cái tâm thôi. Tác dụng là như vậy. Chứ tôi không nói là đúng hay không đúng. Nhưng tác dụng đằng nào cũng mất công ngồi, ngồi thiền luôn đi. Thiền luôn tức nghĩa là sẽ không nghĩ gì cả. Để mà giải thích được thì phải đến đây nhiều. Một buổi không giải thích hết được. Ok, hết chưa mọi người? Vâng, xin mời anh. Nhiều chuyện nhỉ? Trước đây á, là hẹn ở trên Đà Lạt. Khi mà mỗi tối đi lên cái giấc hoặc là cái giấc đèn thì phải đi lo lắng là sợ, thì mỗi khi đi về khuya mà đi xe máy là đi xe đạp mà đi lên cái giấc khi mà không nghĩ lời khi mình đi vào
bắt đầu bước vào cái bắt đầu cái đoạn đèo á, thì như bắt đầu cái người mình bắt đầu phía sau nó đạt thấy nó lạnh hết, nó buốt hết ở phía sau, thì cái đó hiện tượng đó là không phải nó làm tí nhiều cái cua lắm, không phải như mà hồi trước đây vẫn khi trước đây ấy, cũng chưa nghe họ nói vậy, mà mỗi lần cứ đi qua là nó cũng có cái cảm giác. Vâng. Chỉ ra qua một cái đoạn đó, mặc dù đó là cái đoạn đường nó rất là dài, nó không có đẹp. Hay không các bạn? Mình đi vào một cái nơi nào đó và mình thấy lạnh sống lưng, giật mình quay lại. Một số người nào có cảm giác như vậy mà. Đúng rồi. Thứ nhất là chúng ta có cảm giác có ai đang nhìn mình ở đằng sau, đúng không? Có một cái thần lực nào ở đó đang nhìn mình. Và tại sao nó lại lạnh sống lưng mà không lạnh ở chỗ khác? Bởi vì các hệ thống điện của chúng ta nó chạy từ sống lưng lên não, cho nên tất cả các luân xa chúng ta thấy nó đều mở theo từng bước từ dưới lưng lên, cho nên cái hệ thống điện của chúng ta nằm ở đó. Và cái cảm nhận của điện là cách cơ quan đầu tiên cảm nhận thấy cái điều đó, là nó có gồm có những cái hệ thống thần kinh. Não bộ chúng ta không hiểu, nhưng nó có những cái thông tin đến cái chuẩn năng lượng đó, ở đó phóng ra một cái loại năng lượng, và cái dây thần kinh ở sống lưng của chúng ta ớn lạnh. Ok chưa? Theo như thầy thì nói thì ở đó có quỷ, quỷ tính, nguy hiểm, không tốt cho người thường, đến đó hay gặp họa. Cho nên để một người bình thường có thể biết được ở đâu là đất lành, đất dữ. Ví dụ như chúng ta vào một số các ngôi miếu, các ngôi đền mà chúng ta thấy lạnh sống lưng, mà đó quỷ nhiều, không nên đến. Cho nên con gái mà đi vào các cái ngôi miếu đó thường không lấy được chồng, bởi vì các cái vị quỷ tính đó thường là thần, mà thần thì vẫn có thích gái, cho nên họ không cho lấy chồng. Cho nên ngày xưa các cụ không muốn con gái đến các ngôi đền là lý do như vậy. Còn những cái nơi nào mà từ bi hiền lành, chúng ta thấy nó bình yên, đi ra đi vào chúng ta thấy bình yên, cái đó mắt thường không nhìn thấy được, chỉ cảm nhận được. Chúng ta có những giác quan đó đấy. Đấy, khi thiền là người ta thấy hết tất cả cái điều đó, cảm nhận được hết. Một người đến chỗ nào cái linh, chỗ là cái linh giác quan, khi mà chúng ta cảm nhận được cái điều đó rồi, đến những cái nơi nào tốt không tốt, cảm nhận được hết. Điều đó quan trọng lắm. Và cái trực giác quan đó chúng ta không biết tại sao nhưng nó rổi gai ốc lên, đúng không ạ? Nó báo cho chúng ta biết. Và khi mà bạn có trực năng lượng cao, bạn mở được những cái trực giác quan ra, bạn thấy rõ hơn người thường và bạn cảm thấy nơi nào tốt. Hay lắm đấy bạn, cảm ơn bạn. Và chúng ta không hóa giải được đâu, bởi vì họ năng lượng cao hơn chúng ta. Cách tốt nhất là ở đâu thì mình tranh sắc thôi nha, không quá dài được. Có những nơi mà em đi cúng là em bị đổ cái gốc ở đây là cho nó là tốt hay là không tốt? Cái gì mà bạn thấy bình yên là tốt, cái gì bạn thấy lo sợ là không tốt. Chúng ta cảm nhận được hết. Ở đâu mà chúng ta cảm thấy sợ, nhìn cái tấm hình ở trong cái nơi đó mình nhìn vào mình cảm thấy sợ đó, tỏa ra cái năng lượng thấy sợ đó. Ví dụ ngày xưa tôi vào một cái ngôi chùa ở cái ngã tư chỗ đường Nguyễn Văn Linh và đường không ở chỗ cái cầu vượt đường An Dương Vương á, cái góc đó nó có cái cầu vượt, ở chỗ đó nó có một cái chùa mà cứ thờ những con búp bê ấy. Tôi vào đấy tôi thấy sợ lắm, tôi cảm thấy giống như cái trường hợp của bạn, gai ốc nó nổi lên. Tôi nghĩ ở đây thờ nhiều các cái vong linh nó bị chết oan, các em bé bị nạo thai ấy. Yeah. Các bạn hiểu không? Tôi thấy nơi này không phù hợp với tôi. Và tôi cứ cảm giác, tôi cứ nỗ lực, tôi nghĩ là tôi tinh tấn như này làm gì sợ, và tôi ngồi tôi thiền. Nhưng mà bạn phải biết đấy, ánh sáng không có đốt cháy được địa ngục đâu. Mình đến đó mình bị tổn thương đó. Ok không ạ? Yeah. Cho nên là hai con quỷ là thắng một thánh nhân. Sau này tôi về tôi tổn thương thầy, tôi mới nói là con làm sai rồi.
con xuống địa ngục, con mang ánh sáng cho con dọi địa ngục là con chịu nổi đâu. Cho nên cho dù chúng ta là một người tốt, chúng ta gặp hai người xấu chúng ta vẫn thua. Chúng ta phải né. Người tốt với người xấu là chúng ta thắng, người tốt sẽ thắng. Cái lý của người tốt sẽ thắng. Nhưng một người tốt với hai người xấu là người tốt cũng thua. Hiểu chưa? Để chúng ta biết có vũ khí mà ứng xử vào những cái nơi âm khí nặng như thế. Chúng ta cũng là cái gì để mà đòi đốt cháy ở đó. Tôi ngồi đó và tôi nhắm mắt lại, tôi cảm thấy có hàng trăm ánh mắt nó nhìn mình. Wow, đã chịu nổi, tôi lại không đến. Tôi nói chân thật không ạ? Yes. Chứ đừng có khoe pháp ở đó. Trời ơi, mình nhắm mắt lại một cái là mình thấy có hàng trăm ánh mắt nó nhìn mình rồi. Cho nên là chúng ta nói sự thật, nói lẽ phải, cũng phải đúng lúc, đúng nơi, an toàn mới nói được. Mang cái câu chuyện này đến mấy chùa mà nói, mấy thầy cho ăn đòn chết chắc luôn. Đúng chưa? Yeah. Ông mày đang ăn cơm, mày bốc, mày bắt cơm, ông mày ném đi, mẹ tao đập mày tơi tả luôn. Được, phải muốn nói gì thì nói. Yes. Nói đúng nơi, đúng lúc, đúng người. Rồi, cảm ơn. Tôi nghĩ như thế. Ví dụ tôi có thể nói một nơi nữa được không ạ? Vậy các bạn sẽ thấy rõ điều đó. Chúng ta bắt đầu tập quan sát âm khí, tập chứ không chống lại được nhé. Ví dụ như khi tôi sang Singapore, tôi vào cái casino. Casino có phải là địa ngục không? Vào trong đó cái mặt của người ta đấy, nó buồn. Người ta thu hàng tỷ đồng cái mặt người ta vui không? Tôi hỏi thật đấy bạn. Thì tất cả các cái cấu trúc của cái người xây dựng cái casino đó là thiên tính hay quỷ tính? Tất cả cái cấu trúc của cái casino nó đều làm cho người tôi rất đáng sợ. Và ngay từ khi tôi bước chân vào cái casino đó, tôi nhìn tôi là cái người có cảm nhận được âm khí mà tôi thiền lâu tôi cảm nhận được. Tôi đã nói ngay lúc đó tôi nhầm, tôi nói với cái người ở trong đó là tôi chỉ vào xem thôi chứ tôi không có bình luận các ông để tôi vào chơi nhé, tôi chỉ xem thôi. Màn nhiều là nó ở chỗ Sentosa, nó rác màn xung quanh ấy, ở Sentosa ấy mà. Cái hình thù ở trong đó nó không giống như cái thế giới thường của mình. Tôi nghĩ mãi tôi bảo, ủa tại sao nó làm hình gì kỳ và sao nó nhìn thấy. Sau này mình mới nghĩ, à cái này là địa ngục. Mà cái hình này thì chỉ có quỷ nó mới biết được, nó mới thiết kế được thôi chứ người sao thiết kế. Vào trong nó mê hoặc con người, nó lạnh tanh à. Tôi mới bảo là sau này tôi mới nghĩ thì một mẹ kiếp địa, mẹ quỷ không ăn được tiền của mình. Tôi vào trong đấy tôi không chơi. Nhưng mà trong địa ngục nó có cái hay của nó, trong casino á, là nó có một cái đặc ân đó là vào đấy ăn uống rất rẻ tiền. Nhưng tôi nghĩ thôi ăn nhiều quá sợ mắc nợ nữa. Nguyên một con ngỗng quay to. Ở Singapore thì bạn biết đó, một đĩa rau muống thôi đấy, nếu mà tính cho tiền Việt Nam là trên 300 ngàn. Nhưng mà nó làm có đạo lý của nó hay á, là khi mà mày thua rồi mày có thể ra ăn uống rất rẻ tiền. $5 cho một phần ăn. Đồ sinh ấy, $5 nó chỉ có 70 ngàn thôi. Thế là cái đám học sinh chúng tôi người Việt sang đây học đông lắm. Mấy thằng khẩn nguyên con ngỗng mà. Sau này tôi dùng một đoàn 20-30 đứa, thì nó trời ơi đừng có ăn ở bên ngoài, vào casino ăn rẻ lắm. Mình nghĩ bụng, mẹ quỷ thì không lấy được tiền của mình. Đây là tôi kể câu chuyện, các bạn sau này các bạn học cách quan sát là các bạn đến cái nơi đó, các bạn thấy các cái hình thù trong đó người ta thiết kế nó không giống xã hội của mình đâu, nó khác lắm, đáng sợ, nhìn nó sợ lắm. Hết rồi. À, chúng ta sẽ thiền cùng nhau một chút nhé. Yes. Ok. Nhắm mắt, hồi quang nhập định, trong não cực sạch vang bóng thế gian.